Xin chào mọi người và nhất là các em gái nữ bính dần sinh năm 1986. Thì đây là video anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với người nữ bính dần sinh năm 1986. Thì đây là đã là cuối tháng 2 rồi mà làm video tử vi về cái năm này thì có thể là hơi muộn, nhưng mà thật sự thì do là quá nhiều cái tuổi và anh thì không có đủ cái thời gian để mà làm phục vụ mọi người, thì anh có một mình thôi. Cái nghiên cứu của mình nó khá tốn thời gian, cái tổng hợp của anh từ sách vở từ các nhiều nguồn khác nhau nó khá tốn thời gian, cho nên là chậm trễ cho mọi người. Tuy nhiên là được cái này sẽ mất cái khác. Ví dụ giống như những người mà ở trước cái video này á, thì anh chỉ làm vận hạn chỉ đến tháng 6 âm lịch thôi. Còn bắt đầu từ video này trở về sau thì anh sẽ làm luôn vận hạn của cả năm, bù lại những cái sự mong đợi của mọi người với những cái video mà về tử vi mà anh chia sẻ. Thì đầu tiên hết thì phải xét cái chung của cái tử vi của người bính dần nữ mạng. Đầu tiên hết á, là mạng là lương trung hỏa, lửa trong lò đó, gặp năm bình địa mộc, tức là được tương sinh về bản mệnh mộc sinh hỏa, rất có lợi cho cái việc sức khỏe và nội tại của bản thân. Tuy nhiên là các em nữ năm nay gặp sao La Hầu, một cái tinh quân rất xấu cho nam giới. Tuy nhiên là đối với nữ giới thì cái sao này nó cũng sẽ có cái phần tác dụng không nhỏ, đó là ốm đau và hao tốn. Hạn thì là Diêm Vương, phòng bệnh nạn. Vận niên thì Mã Ngộ Đau, Ngựa Trúng Thương, xấu. Thiên can Bính gặp Mậu là bình hòa. Tuy nhiên là Bính thuộc hành hỏa, Mậu thì thuộc hành thổ, cho nên là thiên can gọi là bị sinh xuất, cho nên là có thể gây hao tốn trong công việc và có những cái trúc trắc trục trặc ở trong công việc của mình. Địa chi dần gặp Tuất là tam hợp mà cũng là tam tai, và người ta hay nói là tam hợp hóa tam tai chính là như thế này. Tam hợp sẽ hóa giải tam tai chứ không phải có tam hợp là nó hóa thành tam tai ha. Cho nên là mọi người hy vọng rằng là với cái tam hợp của năm sẽ hóa giải được cái tam tai năm cuối của người bính dần. Thì đó là cái chung ở bên ngoài của một cái tuổi bính dần, mà để có thể sẽ xét về cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với người của các em. Thì để mà làm một cái tử vi nào đó thì trước hết thì như các cái video trước mà anh đã trình bày, thì anh thường tổng quát cái thiên tính của người bính dần, sau đó sẽ đưa vào chi tiết của năm nay để mình coi là với cái cá tính đó, với cái thiên tính đó thì mình như thế nào ở trong cái năm Mậu Tuất 2018 này. Thì như đã biết ấy, ở trong cái video mà về chọn đời mà anh đã làm cho tuổi bính dần ấy, thì anh không có làm cái riêng từng cái là nam hay nữ ha, cho nên là anh sẽ tổng hợp như vậy. Các nàng bính dần ấy, là người rất thích hoạt động ha, vốn dĩ là người nhanh nhẹn và thông minh, tình cảm thì cũng phong phú, thường là nhiều nhiệt huyết lắm, đôi lúc trở nên là một người sôi nổi. Phần đông tuổi bính dần ấy, là những cô gái không có đẹp mặn mà, tuy nhiên là luôn nổi bật trong đám đông chính nhờ cái sự giản dị, đặc biệt nổi bật trong công việc và học hành. Làm việc thì cái nào cũng có muốn là mình là người nổi bật hết, người ta gọi là có cái thiên phú bẩm sinh của một cái người lãnh đạo, do là người làm mệnh hỏa mà lại là con dần nữa, cho nên là sôi nổi, thích lãnh đạo, thích làm lớn, thích là người đi đầu, nhiều tự chủ nhưng là đặc biệt dễ nóng nảy và hấp tấp. Các nàng ít khi bằng lòng với chính mình, luôn phấn đấu hoàn thiện công việc với cái niềm tin và sự sáng tạo của mình, thích được mọi người chú ý. Đó là một cái hay ha. Cuộc sống sôi nổi, ít được thanh nhàn bởi bản chất luôn thích cái sự năng động. Là người bính dần thì dễ dàng có được cái sự thành công trong sự nghiệp nhờ có tuổi dần là mộc tương sinh mạng hỏa, cũng như thiên can cái chữ bính của các em cũng là hỏa. Như vậy bính dần là thiên can nạp tuổi tương hợp cho thiên can nữa, cho nên đây đồng thời
có thể nói là rất là tốt cho cái người bản mệnh của các em. Cái lô trung hỏa của các em á, thì như đã nói á, người ta hay hiểu lầm cái lô trung hỏa này á, là cái lửa trong lò, nhưng không phải. Người Bính Dần này á, là cái lô trung hỏa của ấy á, là của các em á, là cái lửa trong cái lò luyện ra trời đất, cho nên vốn dĩ là bản thân là người mạnh lớn. Đây chính là điểm khiếm khuyết về tử vi các nàng. Nó khiến mạng các nàng quá lớn, khó định tình duyên, dễ lận đận trung chiên, đôi ba lần đò. Vào hậu vận khi mà đã ổn định gia đạo á, mới mong sang giàu. Tức là nếu như mà các nàng mà bị linh binh về gia đạo thì sẽ rất là khó để mà định số về cái chuyện mà mình giàu sang. Thuận sanh á, vào mùa xuân và mùa hạ thì cuộc sống mới gọi là an nhàn. Trước trung vận nghịch sanh lỗi số, phải bôn ba đây đó, sự nghiệp nhiều phen lên xuống, nhất là tình duyên khó được ấm êm, phải đổi đời. Với bản chất hiền lương ha, tuy là hơi nóng nổi nhưng mà nhân ái, nếu biết kiềm chế cái sự nóng nảy, làm việc đó là bớt nông nổi thì là mới sớm định được cái phú túc ha. Rồi đó là cái thiên tính cơ bản của người nữ Bính Dần sinh năm 1986. Còn về mặt sự nghiệp và công danh của năm 2018 năm Mậu Tuất thì các nàng á, là do gặp sao La Hầu chiếu mạng. Đây là một khung tinh của nam giới nhưng cũng bất lợi với phái nữ, xin chuyện rối rắm trở ngại trong công việc làm ăn, bản thân thì dễ ốm đau. Sao La Hầu á, thì nó lại thuộc hành thủy, đối với mạng hỏa của các nàng á, là tương khắc. Thủy nó khắc hỏa mà, nên chắc chắn càng thêm khó khăn, mọi việc nên cẩn thận, nhất là về sức khỏe và phòng cái bệnh nạn. Với hạn Diêm Vương á, bất lợi về đường máu huyết, nếu năm nay mà có thai nghén thì các nàng nên cẩn thận nhiều hơn và quan tâm đến cái việc thai nghén của mình, vì nó đã đường máu huyết mà. Vận niên Mã Ngộ Đao á, là bất lợi trong công việc lẫn cái cuộc sống, có tính cạnh tranh hay khi phải đương đầu với trở lực, nên nó là năm nay nên tránh tranh chấp hơn thua, nếu không nó làm phần thiệt sẽ mình về mình, vì mình là rơi vào vận niên Mã Ngộ Đao. Về tứ trụ á, thì thật sự là không may mắn, các nàng năm nay gặp thiên hư và địa là tam tai. Công danh tài lộc sức khỏe không được bình thường, làm việc thì rất dễ gặp trở ngại. Cái thiên hư là vậy mà, thiên hư là về mặt công danh, còn địa tam tai á, là mưu sự rất là sự khó thành. Gia đình tình cảm bất hòa, có nhiều mâu thuẫn, cuộc sống ít được ấm êm. Đây là một năm đầy những khó khăn nếu mà xét về mặt tứ trụ của các nàng. Đó. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải, năm nay can mậu của chữ Mậu Tuất thì nó thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, cho nên hỏa sẽ vượng, và vượng nhất vào các tháng giữa năm là tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi và tháng 5, tháng 6 âm lịch, đó là hai tháng gọi là thiên thượng hỏa, sẽ rất là vượng. Khi mà vào năm hỏa vượng á, gặp người mệnh hỏa là có nhiều lợi ích. Có khó khăn á, thì có người giúp sức, ốm đau á, thì chỉ nhẹ nhàng thôi, chống bình phục. Sao hạn vận thế vận niên á, tất cả là đều yếu kém, bất an, cuộc sống chắc chắn không thuận, tài lộc suy giảm. Đây lại là tam tai năm cuối nữa, có thể xảy ra việc chẳng lành trong công danh sự nghiệp cũng như sức khỏe bản thân. Mặc dù cũng là vừa là tam tai vừa là tam hợp, hy vọng là nó sẽ hóa giải bớt phần khó khăn cho các nàng. Có thể nói đây là năm khá xấu, các nàng chỉ nên an phận thủ thường để bảo toàn sự nghiệp, cũng là cái điều mà chiến thắng trong cái năm này. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đóng tại cung Khảm, hành thủy, thuộc hướng đông, thiên đông. Đối với nữ Bính Dần á, lại là sinh địa, cái hướng này gọi là sinh địa, có lợi cho công việc làm ăn lẫn sức khỏe. Đồng thời là khi mà vào sinh địa thì nó có khả năng ngăn chặn, hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu ở trên nó gây ra. Đại hạn 10 năm, từ năm 33 đến 42 tuổi là thời gian có nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, là tiền bạc cũng như tình cảm có sự đổi thay. Tiểu vận đi vào sinh địa thì trong cái nguyên cái 10 năm đang đi xuống mà tiểu vận đi vào sinh địa này á, thì nó cũng
có ảnh hưởng nhưng mà không có làm cái đại hạn này tốt hơn được bao nhiêu, à, mất đi cái sự mà gọi là tốt đẹp mà của một cái năm sinh địa rất là nhiều. Cho nên là đừng có mong cầu là mình đang ở trong, mình vào năm được sinh địa thì mọi điều thắng thế. À, đó là cái điều mà các hàng cần để ý ha. Tọa cung tiểu vận á, thì có tuế phá nè, thiên hư, phi liêm, tọa hạn. Đây là những tinh quân xấu, không tốt cho vận hạn. À, nhưng rất may á, là trong cái tọa cung tiểu vận á, còn có triệt đồng cung, cho nên nó chế hóa, suy giảm tác hại xấu. Đặc biệt á, đồng tọa còn có nè, thiên đức, phượng cát và giải thần, sẽ giúp công việc làm ăn có nhiều thay đổi tích cực hơn, có lợi về vật chất, tiền bạc, nhưng phải một mình xoay trở đối phó. À, giải thần á, chính là một cái tinh quân, là gọi là giải tinh, có khả năng là hóa giải các cái tinh quân xấu, à, để giúp cái người mà có giải thần trong mệnh, à, trong tọa cung tiểu vận á, hóa giải được những cái nạn tai, à, tai họa nhỏ thôi, nhưng khó hóa giải được cái tai môn nhập tiểu hạn. À, cái có khi mà có tai môn nhập tiểu hạn á, khó tránh khỏi những rối ren về tình cảm. À, không những phải gánh lấy phiền não, còn làm cho tiền bạc hao tốn. Đặc biệt chú ý về việc tăng chế trong gia đạo. À, tuy có giải thần đó, nhưng mà sẽ khó có thể nào mà cắt chế được tăng môn ha. Cho nên là các em cẩn thận. Lưu hạn á, thì có lộc tồn nè, thiên mã. À, hai cái này mà giao trì với nhau á, thì có khả năng hóa giải khó khăn, đem lại thành công trong công việc. À, dễ sinh tài lộc và thiên mã. Tuy nhiên bên cạnh có nhiều cái sao xấu như là thái tuế này, phục binh, thiên hư, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, người thân phản bội gây hư hại cho công việc. Đặc biệt quốc ấn mà ngộ với bệnh phù, sức khỏe bất an có thể gây trở ngại cho việc làm. Dù có khả năng cũng không chu toàn được nhiệm vụ vì sức khỏe không cho phép. À, các bạn có nên để ý ha, năm nay tuy rằng là xét về tổng thể thì các nàng được tương sinh mệnh mộc sinh hỏa, nhưng rõ ràng là vào trong tử vi, vào trong cái ngũ hành thì rõ ràng là có những cái không được tốt đẹp. Cung mệnh thì có bạch hổ địa võng, dễ gặp chuyện xấu khó lường, tài lộc không như dự kiến, và bản thân hay người thân dễ gặp bệnh nạn và tai nạn. Cung tài bạch á, thì có nhiều phá tinh gây tốn hao, nhưng cũng có một số tài tinh và có thiên mã hóa lộc đồng cung, có lúc tiền vào nhanh chóng bất ngờ. Thiên mã mà nhanh nhẹn hơn, hóa lộc là hóa, có lộc có tiền, nhưng cũng khó đủ để bù đắp vì đại hao và thiên trù đảo nhập, nên cẩn thận giữ gìn và khôn khéo trong thu chi mới tránh khỏi khó khăn. À, rõ ràng là không ngon lành gì ha. Nhìn chung các mặt năm nay tốt không bao nhiêu mà xấu thì rất là nhiều. Đặc biệt nên cẩn thận phòng tai nạn bệnh hoạn. Dù sao cũng được phần tam hợp hóa tam tai, tử vi đi vào sinh địa khá tốt, hy vọng có phước đức sẽ vượt qua mọi chuyện. Công việc làm ăn á, thì đừng quá mong cầu, chỉ nên an phận thủ thường. Và trong mọi hành động ha, trong mọi cái điều kiện của mình, hãy nên nhớ rằng đây là năm tam tai năm cuối, có nhiều điều không tốt lành thì các nàng phải để ý và đi làm từ thiện ha, đi chùa tạo phước. Người ta nói là phước sanh họa lùi, sự nghiệp mới có thể duy trì tốt đẹp. Một năm khó khăn với các nàng về nhiều mặt, cho nên là các nàng mà Bính Dần sinh năm 1986, năm nay cần để ý nhiều thứ, nếu không thì sự nghiệp công danh của mình sẽ bị lui sụp. Về mặt tình cảm và gia đạo năm nay á, là năm đang gặp tam tai, cuộc sống tình cảm có nhiều cái rối rắm, buồn nhiều vui ít. Nếu đã có gia đình á, vợ chồng khó tránh khỏi bất hòa, nên đừng nên nóng nảy quá đáng. Vốn dĩ mà người Bính Dần thì đã Dần mệnh hỏa thì hay nóng nảy ha, có thể dẫn đến cái hậu quả đáng tiếc. Quan hệ bạn bè cực kỳ phải đề phòng, vì thiên khóc phục binh đồng cư, e rằng khó tránh khỏi bị tai tiếng gây sức mẻ tình cảm vợ chồng. Nên giảm thiểu cái việc mà gọi là hội họp, đi chơi, tiệc, yến tiệc, nếu không muốn là vừa hại cho sức khỏe mà còn có thể xảy ra lắm điều bất trắc ngoài dự kiến. Vì dù sao năm nay
với thiên hư và địa tam tai của ngũ hành thì coi chừng. Năm nay sức khỏe không tốt, nếu có thai nghén á, thì đặc biệt phải cẩn thận. Dù sao á, nếu như mà sinh được đứa bé mà vào năm tuổi Tuất này á, thì rất có lợi cho các nàng. Tại vì đứa tuổi Tuất này á, nó có thể là vừa tương sinh về mệnh và vừa được là tam hợp ha. Sẽ làm cho vợ chồng thêm gắn bó ha, tình cảm yêu thương của mình nó sẽ nhiều hơn. Đối với các nàng mà độc thân á, đây là năm duyên tình trăm mối. Nếu thiếu sự kiềm chế, đào hoa mà đáo nhập ha, sẽ dễ sinh tình cảm, dễ nhận định sai lầm, dễ lâm vào con đường hư hại thanh danh. Với hồng hỷ hậu chiếu á, các nàng sẽ gặp nhiều người đến với mình ha, ngỏ ý có thể lập gia đình nếu gặp người tâm đầu ý hợp. Dù đang là gặp năm tam tai thì vẫn có thể thực hiện kết hôn, vì năm nay không phải là năm hung niên và kỵ cưới, cho nên các nàng cứ yên tâm ha. Còn về mặt sức khỏe thì năm Mậu Tuất 2018 thiên can bị suy yếu, lại thêm hạn diêm vương, dễ sinh bệnh đường máu huyết. Có thai sản thì đặc biệt cần cẩn trọng, chăm sóc chu đáo. Tử vi có long mộc hội chiếu nên đề phòng sông nước, lái xe cẩn thận và giảm thiểu di chuyển để tránh tai nạn rủi ro. Một năm bổn mạng bị suy nhưng không hề nguy hiểm, do là dù sao đi nữa thì mình cũng vẫn được cả năm mộc sinh hỏa. Điều đó là một cái điều không có dễ để có. Rồi, đó là cái phần tử vi về công danh, về tình cảm, về sức khỏe của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Bính Dần nữ mạng. Thì cũng như các video khác thì anh sẽ làm luôn cái phần vận hạn của từng tháng đối với tuổi của các em. Thì do là anh đây là cuối tháng 2 rồi, cho nên anh sẽ không làm ở tháng 1, tháng 2, hai tháng thủy mà gây nhiều khó khăn cho người Bính Dần mệnh hỏa ha. Tự vì tháng Giêng là tháng Dần, tháng 2 là tháng Mão, nó cũng không có ngon lành lắm. Thì bắt đầu anh sẽ làm từ tháng 3 cho đến kết thúc năm luôn. Thì đầu tiên hết, với người của các em ở trong tháng 3 thì anh đã làm cái video tháng 3 của người Thủy Dần và anh nói khá kỹ rồi ha, anh không có cần phải nói lại nữa. Thì bây giờ anh sẽ nói tới tháng 4. Tháng 4 thì như thế này. Tháng 4 là một tháng đinh tỵ, tháng này là tháng thổ. Như vậy là mệnh thì cũng giống như tháng 3, hỏa sinh thổ là sinh xuất bản mệnh. Theo lẽ sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nhưng không quá nghiêm trọng, do năm nay cả năm là năm hỏa vượng, và gặp là các em là được tương sinh mộc sinh hỏa của cả năm, cho nên là sinh xuất của hỏa sinh thổ này không làm các em bị suy yếu đi, cho nên là bản mệnh không quá nguy nan, cũng không có gì mà đáng ngại. Thiên can bính với lại đinh á, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên bính và đinh là cùng hành hỏa, cho nên là có thể nói là công việc tốt ha, có thể là không có việc gì xảy đến về phần công việc, mọi thứ nó đã ổn hơn từ tháng 3 cho đến bước qua tháng 4. Địa chi tỵ với dần, dần thân tỵ, dần tỵ là thuộc nhóm tự hình. Thì ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, bên mạnh loại trừ bên yếu. Mà địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến phần gia đạo và một chút trục trặc của công việc về mặt tình cảm. Cho nên là có thể nói là với cái địa chi này cộng với cái việc mà bản mệnh bị bệnh sinh xuất, thì cái tháng 4 công việc không phải là cái thứ mà mình đáng lo, mà chủ yếu là về sức khỏe và gia đạo. Nếu như là các em thì anh nên nhún nhường một tí xíu trong cái tháng này, chứ nếu không là gia đạo sẽ có xung cắt và gây ra phiền toái cho mình. Rồi tháng 5 là tiếp theo, tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Tháng 5 thì chắc là bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 hay 17 tháng 6 gì đó của năm 2018. Thì tháng 5, tháng Mậu Ngọ này là tháng hỏa. Các em là mệnh hỏa cho nên là hỏa, mệnh là hỏa đồng hành, bản mệnh tốt, sức khỏe mạng hỏa gặp tháng hỏa rất vượng, may mắn sẽ phát sinh. Như anh đã nói rồi, giữa năm là năm lúc hỏa rất vượng, mà các em là mệnh hỏa nè, đang gặp vào cái tháng hỏa rất là vượng, cho nên là sức khỏe ok. Mà sức khỏe ok thì
mọi thứ ở trong bổn mệnh, các sao mệnh như là giải thần nè ha, và hóa lộc thiên mã nó sẽ phát sinh, dễ sinh tiền tài. Thiên can bính mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không có việc gì xảy ra cho công việc, thậm chí là còn có thể tốt hơn nhờ cái chuyện mà hỏa vượng tốt cho người mệnh hỏa. Địa chi lại là thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Có tam hợp nó còn hóa giải được tam tai, huống hồ tam hợp này mà cả vào được cái tháng mà mệnh không bị, mệnh thì đồng hàng, thiên can không xung không khắc, chắc chắn rằng tài lộc sẽ đến trong cái tháng này đối với người tuổi bính dần, nữ mạng. Các em nên cẩn thận ha, để đón tài lộc và đón được những cái vận hội, những cái cơ hội mà mình cảm thấy là nó sẽ tốt. Đó. Rồi tiếp theo là tháng 6 âm lịch, là một tháng kỷ mùi. Tháng này cũng là một tháng tên là thiên thượng hỏa luôn. Tháng thiên thượng hỏa, như vậy mệnh cũng giống như tháng 5, được đồng hàng mệnh, đồng hàng hỏa, hỏa vượng, gặp tháng hỏa vượng tốt cho sức khỏe, tốt cho nhiều thứ. Bính thiên can bính kỷ không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Rồi mùi với dần, địa chi mùi với dần thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khác nhau. Như vậy thì tiếp nối cái may mắn ở trong tháng 5, thì tháng 6 âm lịch, tháng kỷ mùi cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi. Không có gì xung khắc cả thì chắc chắn là nó sẽ thuận lợi mà. Máy bay mình đang lên mà, mình đâu có thể nào đang lên mà rớt xuống được. Cho nên là có thể nói là mình lợi dụng hai cái tháng này để làm những cái việc tốt, những cái việc mà mình thật sự mình mong muốn để kiếm tài lộc, là một điều tốt lành. Rồi tháng 7 âm lịch là tháng Canh Thân, một tháng mộc. Như vậy á, mệnh của các em là hỏa ha, mộc, tháng Canh Thân là mộc, tương sinh hỏa, bản mệnh rất tốt. Khi được mà bản mệnh mà được, khi được tương sinh á, thì các tinh quân tốt sẽ được hưởng lợi. Như là nói ở trên ha. Thiên can á thì chữ bính nó khắc chữ canh. Như vậy là thiên can khắc tháng, công việc sinh rối rắm, có thể giải quyết được, nhưng mà rõ ràng là chữ bính nó khắc chữ canh thì công việc của mình nó sẽ trúc trặc trục trặc. Nhưng mà do là mình khắc thiên can, mình khắc tháng, thiên can của mình khắc tháng, cho nên có thể là nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Nhưng mà nói thật sự mà nói là nên phòng tránh, đừng để mình rơi vào cái tình trạng xấu. Địa chi dần thân, dần thân là lục xung, mà lục xung là như đã nói rồi không, là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau. Như vậy thì tháng Canh Thân, tháng 7 âm lịch, ngoài cái việc tương sinh về mạng, bổn mạng tốt, tinh quân được hưởng lợi, thì thiên can và địa chi là tương khắc và lục xung. Mà tương khắc và lục xung thì mọi người biết rồi, nó sẽ đem nhiều điều mà không có tốt lành. Cho nên là các em nữ thì anh cần để ý cái tháng Canh Thân này, tức là tháng 7 âm lịch, nếu không muốn là nào là gia đạo lục xung, là nó sẽ sinh chuyện rầy rà đủ chuyện, công việc gặp trúc trắc trục trặc. Thiên can bính với canh, bính nó khắc canh nữa thì lại còn tệ hơn nữa cho công việc ha. Gặp chỉ được con cái mạng thôi, cho nên là cẩn thận ha. Tiếp theo là tháng 8 âm lịch, là tháng Tân Dậu, một tháng mộc tiếp. Bản mệnh cũng như tháng 7, được tương sinh, bản mệnh tốt, các tinh quân cũng sẽ được hưởng lợi. Thiên can thì rất là tốt. Là tại sao? Thiên can là chữ bính với chữ tân là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế về chữ trí, cho nên là sẽ đem lại nhiều may mắn trong công việc. Tháng trên bị khắc xuống tháng này là mình dẹp loạn liền, rồi tháng trên là mình khắc nó mà, bính khắc canh mà, cho nên là qua tháng này là mình có được cái sự tương hợp của ngũ hợp bính hợp tân, thì công việc mình sẽ giải quyết một cách gọn gàng và có thể sinh tài lộc ở trong tháng này. Địa chi Dậu với dần là tự chủ bình hòa, không hình hại, không có xung khắc nhau. Ở trên lục xung, ở dưới này là hết rồi, cho nên là có thể nói là với cái những cái gì mà nói thì tháng 8 lại là tháng cực kỳ may mắn đối với các em. Tại vì sao? Mệnh được tương sinh là các tinh quân tốt nó được phát sáng, được hưởng lợi,
Thiên can thì ngũ hợp, công việc không có chuyện gì xảy ra, thậm chí là được tương hợp. Ngũ hợp này nó giúp cho cái việc thanh thông, giải quyết được cái khó khăn mà tháng 7 gây ra. Như vậy mà địa chi thì không có hình hại, không có gì hết, thì rõ ràng là sẽ đem lại cho các em nhiều cái điều may mắn về công việc và sức khỏe, thậm chí là tài lộc ha. Rồi tiếp theo là tháng Nhâm Tuất, một tháng thủy. Tháng này là tháng đại hải thủy. Như vậy mệnh của các em sẽ bị thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Như là cái hồi nãy đã nói ở trên đúng không? Cái hạn của các em là phòng bệnh nặng, thì tháng này các em cần phải phòng bệnh nhiều nhất. Thiên can á như sau, chữ Nhâm nó khắc chữ Bính. Tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh rối rắm bế tắc. Khi mà gặp cái tháng thiên can á thì công việc thật sự là mà nói là một điều không có mấy tốt lành đâu. Mình khắc tháng á thì mình còn giải quyết được, còn mà tháng khắc mình á nó dễ sanh rầy rà, việc không dễ giải quyết như mình mong muốn. Gặp mệnh bị tương khắc là các tinh quân tốt ở trong mệnh như giải thần sẽ bị che đi, mà giải thần bị che đi thì các tinh quân xấu nó sẽ hoạt động. Mà khi mà nó hoạt động mà gặp Nhâm nó khắc Bính nữa thì đừng nói tại sao tháng này nó gây ra nhiều khó khăn. Tuy nhiên tháng này cũng là tháng tam hợp dần ngọ tức, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Thì hy vọng rằng mình sẽ được vớt ván ở cái gia đạo ổn định, không có việc gì, có chồng con đứng kế bên mà gọi là động viên giúp đỡ mình trong cái tháng mình gặp nhiều bế tắc. Mà cái tam hợp này nó còn hóa giải được tam tai, cho nên là hy vọng nó sẽ hóa giải được cái chữ Nhâm khắc Bính của mình, làm cho cái việc xấu nó không trở nên tồi tệ mà có thể vượt qua được. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch, là một tháng Quý Hợi. Tháng này cũng là thủy, thì cũng như ở trên thì thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng ha, nhất là các em mà năm nay bị hạn diêm vương phòng bệnh nặng thì phải cẩn thận nhiều thứ ha, chứ nếu không mà sức khỏe của mình hai tháng bị liên tiếp bị thủy nó khắc hỏa thì sẽ rất là khó khăn. Địa thiên can là Bính Quý, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á, Bính là thuộc hành hỏa, Quý là thuộc hành thủy, cho nên có thể nói là thiên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương khắc. Công việc cũng ẩn chứa nhiều khó khăn. Từ trên là Nhâm nó khắc Bính xuống đây thì nó cũng phải đem theo cái sự khó khăn, mình đang rơi mà mình phải từ từ lấy lại thân đàn, chứ nếu không là mình đâu có thể dễ dàng như vậy. Địa chi á, là Hợi với Dần, người ta gọi là Dần thân tỵ Hợi. Hợi với Dần tuy nó nằm trong tứ hành xung nhưng đồng thời nó cũng là lục hợp, cho nên rồi có thể nói là địa chi của cái này là mang hộ lục hợp. Ở trên thì có tam hợp, xuống đây với Hợi lại có lục hợp. Sẽ hy vọng rằng cái lục hợp này sẽ giúp được các em chế hóa bớt cái sự khó khăn của hai cái tháng thủy này mang lại cho mình. Đó, các em đã thấy rồi ha, hai tháng thủy đầu năm, tức là tháng Giáp Dần là tháng Giêng, và tháng Ất Mão là hôm nay là 29 tháng Ất Mão này. Thì các em đã thấy hai tháng thủy này nó khắc mạng của các em, nó đem lại cho các em cũng khá nhiều khó khăn. Thì hai tháng thủy vào tháng 9, tháng 10 cũng sẽ như vậy. Các em cần cẩn thận, chứ không phải là đơn giản là các em thấy mình vô cái là mình quất ào ào được ha, phải cẩn thận nha. Rồi tiếp theo là tháng Giáp Tý, một tháng Kim. Như vậy thì nếu như về mệnh đó là hỏa khắc Kim, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn, nhưng mà nhẹ nhàng bệnh thì cũng có thể nhanh khỏi. Thiên can Giáp Bính không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Giáp thì thuộc hành mộc, tương sinh cho Bính của các em thuộc hành hỏa, cho nên có thể nói là về mặt ngũ hành là thiên can tương sinh, dễ sinh tài lộc cho công việc. Tý Dần là về địa chi là tự chủ bình hòa, không hình hại không xung khắc. Như vậy thì tháng 11 có tốt đẹp hơn. Các em có bệnh thì cũng nhẹ nhàng, hoặc là thí dụ tai nạn hay là cái gì đó thì chỉ là chạy xước chạy chân đơn giản ha. Thiên can thì được tương sinh về mặt ngũ hành,
công việc dễ sinh tài lộc, địa chi thì không xung không khắc, rõ ràng là sẽ tốt cho các em. Rồi tháng 12 là tháng cuối cùng của năm, một tháng Ất Sửu, tháng này cũng là tháng kim. Đối với các em thì tháng 12 âm lịch thì thường là mình làm chỉ cao lắm là 15 ngày thôi, tới rằm tháng chạp là bắt đầu là mình hết công việc rồi, chỉ chờ lãnh lương rồi về nhà, hoặc là chờ cái công việc ổn thỏa để sắp xếp Tết thôi. Cho nên nó là mệnh hỏa nó cũng khắc kim, bổn mạng tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng nhẹ nhàng, bệnh hoạn cũng không có quá lớn lao. Thiên can Ất Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, không có việc gì quá lớn về công việc. Sửu dần về địa chi thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy thì rõ ràng là một điều rất là tốt cho các em. Không phải là tháng xung gì hết, cuối năm tháng này không xung không khắc gì hết này kia thì nó có tiền tài, rõ ràng là tốt đẹp rồi. Cái gì chứ cuối năm mà thấy êm thấm hết cái tháng cuối năm có tiền gom vô là thấy vui rồi. Như vậy là anh đã chia sẻ xong, tổng hợp xong cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Bính Dần nữ mạng sinh năm 1986. Cũng có nhiều điều là đáng chờ đợi trong cái năm này, dù rằng là năm tam tai, có các em bị sao La Hầu chiếu mạng, nhưng không vì thế mà nghĩ rằng là các em không có những thành công nhất định. Có những tháng, có những cái bên trong nội tại của từng tháng có nhiều điều khá tốt đẹp chờ đón các em. Video đến đây là hết. Xin rất vui vì mọi người đã quan tâm theo dõi. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi nhớ xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi của tuổi của mình, cũng như có thể là của anh em bạn bè, của để mà biết được cái vận hạn, để mình biết cương nhu trong làm ăn, vận dụng tử vi vào cái cuộc sống một cách tốt nhất. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.